Và để tăng cường việc ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép như vậy, đảm bảo an ninh biên giới, một hệ thống camera đã được lắp đặt dọc tuyến biên giới kết hợp với các thiết bị để bảo vệ biên giới theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Hệ thống này giúp giảm bớt quân số và khắc phục được những hạn chế về thời gian. Đây là các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ dịch COVID-19 lây lan từ biên giới vào nội địa. Thời điểm này, những người đang định cư lao động làm ăn tại một số nước xung quanh vừa có tâm lý sợ bị nhiễm COVID-19 và cũng muốn về quê ăn Tết, khiến cho tình trạng xuất nhập cảnh gia tăng phức tạp.